sau. Một lòng mũi màu trắng. Rồi tiếp sang màu xanh. Móc một mũi giảm màu xanh. Giảm mình sẽ móc hai cái mũi móc đơn, cai cạnh mũi đơn chung vào một kim móc này. Sang đánh dấu lên hàng 11. Hàng 11 sẽ móc 15 mũi móc đơn màu xanh. Một mũi giảm. Ba mũi móc đơn. Đổi sang màu trắng này. Móc 4 mũi móc đơn màu trắng. Đổi sang màu xanh. Hai mũi móc đơn màu xanh. Móc tiếp 4 mũi móc đơn màu trắng. Đổi sang màu xanh. Móc 2 mũi móc đơn màu xanh. Sang đánh dấu. Móc bên hàng 12.
Hàng 12 sẽ móc một mũi giảm màu xanh. Mình sẽ móc từ cái chân đánh dấu này luôn. Sẽ móc tiếp 13 mũi móc đơn màu xanh. Một mũi giảm. Móc tiếp 3 mũi móc đơn màu xanh. Sang đổi màu trắng. Móc 3 mũi móc đơn màu trắng. Chuyển sang màu xanh. Hai mũi móc đơn màu xanh. Sang màu trắng. Móc 3 mũi móc đơn màu trắng. Đổi sang màu xanh. Màu trắng ra phía sau và cái màu trắng này mình sẽ cắt bỏ đi này. Móc một mũi móc đơn màu xanh, một mũi giảm. Sang đánh dấu này. Nên hàng 13, hàng 13 sẽ móc lặp lại 28 mũi móc đơn, không tăng không giảm mà không đổi màu này.
hết hàng 13 lên hàng 14. Hàng 14 sẽ móc 8 mũi móc đơn. Từ chân mũi đánh dấu. Cái phần này là nó ở phần giữa rồi, mình sẽ lên cái dây bính thì sẽ lên theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Bình thường thì ở túi đựng tỏi này thì sẽ tầm 100 đến 120 mũi bính nhé. Sẽ lên 120 mũi bính này. Ngắn mình sẽ cho thêm 5 mũi nữa. Nghĩa là 130 mũi này. Rồi sẽ cắt đi. Sẽ khâu sang cái phần giữa này.